Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm trip. Khoan, để anh giới thiệu một tí. Ok anh. Giới thiệu với các bạn, đây là Ubik. Thì tuy thời gian chơi chưa lâu, nhưng mà sau khi tiếp xúc với em một thời gian thì mình cảm thấy là Ubik có cái vốn linkage rất là thú vị, và mình nghĩ là nó sẽ có ích với nhiều người. Và Ubik cũng rất là thích làm hướng dẫn, cho nên là thời gian đầu mình sẽ hỗ trợ em đăng những cái video hướng dẫn của em lên trên kênh của mình, để các bạn có thể nhận xét, góp ý cho Ubik có thể hoàn thiện những cái video hướng dẫn trước khi mà em tạo một cái kênh riêng. Ok, và em có thể tiếp tục hướng dẫn. Dạ, ok anh. Rồi, như mình đã nói thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm trick lever. Thì trick nó sẽ trông như thế này. Rồi, ok, cái trick lever này mình sẽ chia làm hai bước. Bước thứ nhất là hất lên như thế này. Đó, đó. Bước thứ hai là thả từ vị trí này xuống slot tục 2, để làm liên tục được như thế này. Rồi, và bước thứ nhất ha, thì đầu tiên mọi người sẽ phải tập trạc reverse như thế này. Đó. Thường thường mọi người sẽ làm ở giữa thân bút đúng không? Đó. Nhưng mà lần này á, thì mọi người làm càng gần đuôi bút càng tốt. Càng gần đuôi bút, đó. Rồi, khi mà mọi người đã làm được rồi đó, khi mà mọi người đã làm được trạc reverse rồi, mọi người sẽ cong ba ngón tay lại, cong ba ngón tay lại và giữ ngón trỏ thẳng ra. Khi đó thì bút nó sẽ đi theo được một cái quỹ đạo như thế này. Đó. Đó. Mọi người cũng có thể sử dụng thêm việc hất tay để bút có thêm động năng. Đó. Đó. Ok, cái phần thứ hai là mình sẽ thả cái bút từ vị trí này xuống vị trí slot 1-2. Đó. Như thế này. Đó. Trick này nhìn khá là đơn giản nhưng mà thật ra rất là quan trọng trong cái level này, vì phải có nó thì mình mới làm liên tục được. Ok, khi mà mọi người đã được hai cái bước đó thì mọi người chỉ cần ghép nó lại thôi. Ghép nó lại như thế này. Đó. Lưu ý á, là khi mà mình làm cái này á, mình không nên cầm bút lại như thế này, rất là xấu, rất là cứng. Cho nên mình khuyên mọi người là nên thẳng tay ra luôn. Đó, thẳng tay ra. Khi mà mình lên á, cho bút nó trượt tự nhiên xuống, nghĩa là mình cong ba ngón tay lại, thẳng chỏ ra. Rồi một vấn đề nữa là luyện lên con á, thì mọi người phải luyện nhiều thôi, chứ này là mình không giúp được gì đâu ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu mọi người thấy hay thì có thể like, share, subscribe cho kênh của anh Nego và cả kênh của mình luôn. Để có gì mấy bạn có thể đón xem những video mình và anh Nico có thể hợp tác trong mai sau. Còn nếu bạn nào thấy mình còn thiếu sót gì đó thì đừng ngại để lại bình luận để mình có thể khắc phục và đem lại những video hay hơn cho mấy bạn. Bye!